cả Lee Sin và Vi thì Koji anh ta sẽ chơi con gì đây? Nhưng có lẽ là không rồi. Bên phía Sài Gòn và tôi quyết định cấm đi hai quân bài đi rừng nhưng không có Vi. Đó là Lee Sin và đó là Gian và Đệ Tử. Còn bên phía RSG họ cũng cấm đi hai quân bài đi rừng luôn. Đó là Gragas và Mundo ở trong tay của Black One. Tiếp tục là muốn cấm vào phần rừng của nhau đến từ cả hai đội tuyển của chúng ta. Nhưng mà như vậy thì bên phía Sài Gòn Văn Tâm rất là dễ để suy nghĩ đúng không? Họ cứ chọn giống như những gì trong trận đấu. À, bây giờ có một chút Phá khác bài biệt rồi. rồi. Khi mà bên phía Sài Gòn Văn Tâm đã khóa cho mình đó là Ori ngay lập tức các thành viên của RSG lựa chọn có kỳ chia rẽ cặp đôi đang có tỷ lệ thắng 100% của Sài Gòn Văn Tâm. Và Phải sau đó phá. nữa là họ chọn vào Olaf. Đó, lại có thêm một chút xíu thay đổi rồi. Như vậy là ép cho Black One phải chơi một con rừng khác. Black One đã chọn vào Camille. Camille thì anh ta cũng đã sử dụng đi rừng một lần rồi ở trong tuần thi đấu trước của chúng ta. Nhưng đó là một trận đấu mà anh ta thi đấu không thành công. Và Black One sau đó thì cũng đã chia sẻ rằng cái bài Camille đi rừng này thì Sài Gòn Phantom thực ra là họ cũng chỉ thử nghiệm mà thôi. Và họ cũng chưa triển khai tốt cái bài Camille đi rừng này. Camille, tôi nghĩ trong trận đấu này phần nhiều sẽ là vị tướng đường trên của họ chứ không phải là vị tướng đi rừng đâu. Theo hai cái vị tướng mà vừa mới được chọn trước đó kèm với Camille thì mình lại nghĩ ngược lại với việc nha, là Camille đi rừng á. Bởi vì khi mà nhìn vào con Lulu này với con Ori này thì với khả năng băng vào mạnh mẽ của Camille ở một vị trí đi rừng, mình nghĩ rằng sự bảo trợ là đủ dành cho Lê Quang để anh ta có thể tự tin với những pha lao lên mở giao tranh của anh ta. Ồ, một con tướng khác, một con tướng nó có vẻ thú vị hơn rất nhiều so Grace. với là con Vi đi rừng. Đó sẽ là con Vray hay chăng? Đây sẽ là lần đầu tiên Vray xuất hiện ở giải đấu Icon CDC mùa hè của chúng ta. Nhưng tôi Tạm thích gì nữa, khóa rồi. con Grace này hơn là con Camille đi rừng. Tôi phải nói là như vậy. Bởi lẽ con Camille đi rừng, cái tỷ lệ thắng của quân bài Camille đi rừng ở trong tuần thi đấu thứ nhất của chúng ta đang là 0%. 0%. Không có bất kỳ đội tuyển nào chiến thắng với con Camille đi rừng cả. Cho nên là Grace đi rừng thì tôi thấy nó tính hơn rất nhiều. Để xem như thế nào. Vray, một vài yếu tố. À, chúng ta nói qua về Azir trước đi. Azir thì sao? Akali vẫn giữ nguyên kèo đấu mà đã có vẻ khá là tự tin. Olaf, một vị tướng Koji không thường hay sử dụng, nhưng đó vẫn là một vị tướng đi rừng mạnh, dễ chơi, kết hợp được với lại khả năng tăng tốc đến từ những người đồng đội của anh ta, lao lên dũng mạnh, có khả năng kiểm soát một bản đồ khá là tốt. Các bạn phải biết là một trong những con tướng mà dọn rừng nhanh nhất ở Liên Minh Thoại là con Olaf. Con tướng thứ hai mà có khả năng dọn rừng nhanh thứ hai Liên Minh Thoại tốc chiến là Ray. Ray là một con tướng thật ra ở những phiên bản trước là con tướng dọn rừng nhanh nhất luôn, nó cực kỳ mạnh ở trong cái giai đoạn beta, nhưng hiện tại nó bị giảm sức mạnh đi khá nhiều đợt rồi, nó khiến cho con Ray nó không còn dọn rừng nhanh như trước nữa, nó ở mức trung bình khá khá trở lên. Và đây chúng ta cùng đến với ván thứ ba giữa Sài Gòn Phantom cùng với AZ. Trong trận đấu này thì Lâm Suwata mới là người cầm cho mình đó là Seraphine. Trong khi đó thì Corki sẽ nằm trong tay của Trùm Hải Phòng. Ở khu vực đường giữa, Trùm Hải Phòng anh ta sẽ đối đầu với Orianna trong tay của Tisus với quân bài Corki này. Ở đầu trận đấu thì tôi thấy Lulu anh ta lên cho mình một cuốn sách pháp thuật. Anh ta không lên giày nhỉ? Không lên giày, Không lên giày. tức là anh ta sẽ muốn ở lại đường của mình để cấu rỉa máu bên phía bên Đúng. kia nhiều hơn một chút so với việc là di chuyển hoặc là tạo tiền đề ở những khu vực đệm khác. Sao không quan tâm, có vẻ như là đội sẽ không muốn di chuyển mà sẽ tạo áp lực thẳng ở khu vực dưới của đối phương. Ồ, Seraphine cùng với Alistar, cặp đôi Alistar. để đường không quá mạnh dành cho RSG. Bởi vì IG họ biết rằng với cái việc là Lulu không lên giày như thế này thì họ biết rằng bên phía của Sài Gòn Phantom, Awaka sẽ bám lấy người chơi xạ thủ của mình và họ cử Nam xuống đây để có thể có một kèo đi đường cân bằng so với Sài Gòn Phantom. Giờ đây Đi cướp bùa rừng. Đi cướp bùa rừng của đối phương. Đó là bùa xanh bị combo vào. Black One đang khá thấp máu. Ta quay ngược trở về. Phía đồng đội của mình có khả năng tạo giáp đến từ Lulu. Anh ta vẫn đang bị tấn công. Tốc biến lên dứt điểm thành công đối phương. Đây một cục dành cho trong tay của Lâm Xu. Tốc biến vào bên phía bên kia từ Gunner cùng với là Awaka đều đang cực kỳ thấp máu. Nhưng họ trả sát thương lại cũng khá đanh đá. Và họ dứt điểm thành công Olaf. Bên phía của Azi đang phải bỏ chạy, đang canh chỉnh để bỏ chạy và T-shirt thoát về an toàn. Hai người chơi đi rừng của chúng ta nằm xuống hai mạng hai cục đầu tiên trong trận đấu này. Rất hay. Nhưng lượng tiền hiện tại đã có một chút chênh lệch. Đó là 500 tiền dành cho Azi sau cái chiến công đầu của họ. Chiến công đầu của họ trước mà. Còn đây là pha lao lên tấn công đối phương của Winnie. Winnie đang giữ cái đợt lính nó đẩy về phía anh ta khá là tốt nha. Và như vậy là cái pha đi cướp rừng vừa rồi, Black One, anh ta mất thời gian mà thôi, anh ta vẫn còn con bùa xanh ở nhà của mình, anh ta mất đi con bùa đỏ của mình nữa, thì đó một điểm hạ gục mà tôi nghĩ rằng là bên phía AZ cực kỳ có lợi sau khi lấy được nó, đặc biệt là con bùa đỏ bây giờ nó nằm trong tay của Lâm Xu.
thì nó quá là tuyệt vời rồi. Ồ, có vẻ cặp đôi đứng dưới của AC không biết của Sài Gòn, tôi không biết sự có sự mặt của Koji ở đây. Đó là một pha bắt vào vị trí của Kai'Sa trong tay Gunner. Quá ta phải vời. Nằm xuống. Quá tuyệt vời, họ dựa vào thông tin gì? Họ dựa vào thông tin là trước đó Gunner đã mất đi tốc biến của mình rồi ở trong pha tranh chấp xung quanh khu vực bùa xanh. Họ ngay lập tức khai thác thông tin đó, vòng ra phía sau lưng của đối phương trong một đợt lính mà AZ đang để nó khá thấp vào gần tụ của họ. Và pha găng thành công đến từ AZ, tính toán rất tốt. Như vậy là về khu vực đường rồng thì hiện tại bên phía AZ sẽ chiếm hơn đánh nhau tiếp, còn đang đánh nhau tiếp. Khả năng càng quét của chú bò trong tay Nam nó cực kỳ khó chịu khi kết hợp chung với khả năng hồi phục của Lâm Xu. Và sau khi Gunner ta nằm lại thì Tzus đã phải xuống đây để có thể tối ưu hóa lượng tài nguyên bằng cách ăn đi đợt lính này, đổi cho Gunner ra đường giữa để không phí phạm bất kỳ một con lính nào. Còn ở khu vực đường trên thì hai người chơi của chúng ta vẫn là một kèo thi đấu ngang kèo Akali và Camille. Họ cảm thấy là đợt lính đường dưới này nó tương đối phức tạp rồi, và nếu như để cho Kai'Sa một con tướng đi đường nó rất là mạo hiểm, bởi vì cái khoảng cách của Kai'Sa với lại cái tầm combo của Alistar nó là rất gần á, cho nên họ bắt buộc phải đổi Kai'Sa ra khu vực đường giữa để anh ta đẩy đường an toàn hơn, ăn lính an toàn hơn, và để Ori khu vực đường dưới để có thể ăn lính ở một cái tầm nó vừa phải, nó không bị đối phương chạm mặt tới. Bây giờ là cái thời điểm mà cả hai đội chuẩn bị phải set up con rồng rồi. Bây giờ lượng tiền của Kai'Sa trong tay Gunner anh ta đang tương đối thấp, mới 2.800 tiền mà thôi. Như vậy là đến thời điểm mà con rồng nào đó sẽ ra thì Gunner anh ta sẽ chưa thể nào tiến hóa được cái chiêu một Kami Katia của anh ta lên cấp 2 được. Anh ta sẽ phải đợi một khoảng thời gian nữa. Đây có tình huống rình rập đến từ những người chơi của bên phía RSG. Có bắt được ai không? Phát hiện rồi. Bị phát hiện tầm nhìn đến từ Sài Gòn Phantom rồi. Nhưng mà thường thì RSG họ sẽ vẫn ăn. Họ sẽ vẫn ăn khi mà trong tay của mình có Olaf và tất cả mọi chiêu cuối quan trọng họ đều đã có. Tốc biến cũng đầy đủ ở mọi người. Thì RSG đang khá tự tin ở pha ăn rồng này của mình. Lao lên phía bên kia bờ tường, hất ngược đối phương đi. Là Nam bật chiêu cuối mình quay ngược trở lại, pha xoáy cầu không được gọi là mạnh lắm. Và chiêu khiêu khích rất nhiều thành viên đến từ bên phía của AC, một người đã bị bắt lại. Goni hạ dục ngay lập tức Seraphine bên phía bên kia với những pha đá vô cùng đau của mình. Gunner cũng có khoảng trống quá là rộng rãi để bắn được khi mà những người đồng đội của anh ta đã thi triển quá tốt vào hàng sau bên phía bên kia. Lâm Sư cùng với những người đồng đội tan vỡ hoàn toàn. Đó là một pha thi đấu mà Black One anh ta tương đối đơn độc ở trong hàng rồng. Đó phải theo đúng mà Sài Gòn Phantom họ chia ra làm hai nửa. Họ muốn triển khai cái thế bánh mì kẹp thịt vào hang con rồng này. Họ muốn phân tán sự chú ý của bên phía RSG. Tuy nhiên thì đó là pha timing không tốt. Khi mà RSG họ đẩy lui được hai cánh của Sài Gòn Phantom ra thì lúc đó Black One anh ta đã tiến vào hang rồng, đồng nghĩa với việc là anh ta phải hứng chịu quá nhiều sát thương ở trong thời điểm đó. Và Black One anh ta chỉ là một con Raze mà thôi. Anh ta có khả năng càng lúc nó không quá mạnh mẽ, khả năng chống chịu không quá mạnh mẽ, đồng nghĩa với việc anh ta nằm xuống luôn. Anh ta dù nằm xuống nhưng mà ít ra những người đồng đội của ta đã gánh lại cái việc gây sát thương rất nhiều. Bởi vì hàng sau của bên phía của AC thật ra nó cũng khá là mỏng và yếu mà thôi. Họ không phải thực sự là có một vị tướng chống chịu vào thời điểm này. Olaf thì đang lên cho mình đó là khả năng gây sát thương. Và Alistar lúc này cũng chưa phải là gọi là trâu lắm. Cho nên đối phương cũng rất dễ đột nhập vào hàng sau của họ, đặc biệt là con bài Camille của Gunny. Tuy nhiên thì tôi đang hơi lo lắng cho đội hình của Sài Gòn Phantom nha. Bởi lẽ nhìn vào đội hình của họ thì họ sẽ rất khó chạm vào những sát thương hàng sau ở bên phía của RSG. Black One trong trận này anh ta cầm Brave, có chăng chạm vào được hàng sau của RSG chỉ có thể là Gunny, hoặc cũng có thể là Gunner có thể đu lên với cái bản năng sát thủ của mình mà thôi. Còn lại Black One thì anh ta rất khó để chạm vào hàng sau, trong khi hàng trước của họ thì rất trâu nha. Nam với một Alistar. T-shirt đang có một pha cứu để máu đối phương rất tốt ở bên phía cánh. Anh ta bị đối phương combo khiêu khích thành công. Anh ta đang túc biến bỏ chạy liên tục tạo ra một pha xoáy hai người cũng khá đẹp, nhưng nó chưa đủ mạnh. Chiêu cuối tung ra đến từ Seraphine nó không để làm gì cả, nó không trúng vào bất kỳ mục tiêu nào trên bản đồ. Và con sứ giả khai nước được giữ thành công dành cho RSG. Đây là cái pha thi đấu nó chứng minh cái lời tôi nói, các sát thương chủ lực bên phía RSG hoàn toàn không bị chạm tới ở trong pha thi đấu này. Họ còn rất nhiều máu. Và Sài Gòn Phantom đổi lại thì sát thương chủ lực của họ là T-Sus mới phải nằm xuống. Tương đối khó dành cho Sài Gòn Phantom trong ván thi đấu này, với việc là Black One anh ta phải pick cho mình đó là con Graves. Có thể nói là trong ván đấu này tôi nghĩ rằng RSG họ đã có một pha ban pick hay. Họ lấy được con Olaf. Và Black One thì anh ta không chơi cho mình nữa là V luôn. Không biết rằng đó là Black One anh ta không chơi tốt quân bài V,
hay là quân bài Ravens này là một bài đánh gì đó bên phía Sài Gòn và Tốt thì tôi chưa hiểu rõ. Tuy nhiên thì Ravens ở trong trận đấu này theo tôi đánh giá là hơi khó đánh một chút. Tôi nghĩ Ray là một vị tướng ok á. Tôi nghĩ là Ray là một vị tướng ok. Chứ cái thời điểm này nó chưa mạnh. Cái thời điểm này chưa phải là lúc thích hợp. Nếu như mà kéo trận đấu này được về một cái khoảng thời gian sau, một cái khoảng thời gian ở phút thứ 15 trở đi, thì tôi nghĩ rằng đó là một kịch bản mà Sài Gòn Phantom sẽ rất dễ chơi. Với nguồn sát thương của họ kết hợp với hai cú chiêu cuối xoáy cầu và chiêu cuối đạn nổ thần công của Ray, một nguồn sát thương bùng nổ của họ sẽ có vào lúc đó. Nhưng còn thời điểm này thì đúng là chưa thật, đúng là chưa phải là lúc mà con Ray trong tay của Black One có thể chơi được. Nhưng các bạn hãy nhớ, tiền đề để bên phía của Sài Gòn Phantom thắng ở trong những ván đấu trước, nó là lượng tiền chênh lệch với đối phương xuyên suốt trận đấu. Thì bây giờ họ cũng đang có được chuyện này. Họ vẫn đang giữ được một khoảng cách tiền vừa phải so với là RC, cho dù là RC có vẻ như là người chiến thắng sau mỗi pha giao tranh. Sài Gòn Phantom thực sự rất hay. Mặc dù là họ mất đồng đầu, dù họ mất sứ giả Khai Nức, tuy nhiên thì trụ vẫn chưa có dành cho RG. Và Sài Gòn Phantom mới là đội tuyển hơn tiền so với RG. Rất hay đến từ Sài Gòn Phantom. Tức là trong những thời điểm mà họ có vẻ như thiệt thòi hơn về mặt mục tiêu lớn, thì họ vẫn luôn có cách lấy những lượng tài nguyên cho những người chơi chủ lực của họ, qua đó có thể vượt lên về mặt lượng tiền. Đây là con rồng lửa. Lại một mục tiêu nữa mà RG họ biết. Ôi, phá tốc biến lên làm cái gì vậy? Nam vừa mới làm một cái chuỗi động tác nó hơi lạ lùng và nó khiến cho pha này T-shirt đang có thể chạy được. Anh ta đang chạy được. Họ tấn công một người Black One, Black One mất quá nhiều máu. Black One phải thoát về phía trụ của anh ta. Ở dàn trước sao, dàn trước chống chịu được đủ lượng sát thương. Sài Gòn Phantom đang bắt đầu form lại đội hình của mình. Bên phía bên kia khả năng cứu rỉa rất đầu đến từ những phát bắn của Cocky cùng với lại Seraphine của Lâm Sư. May mắn là T-shirt phát hiện được Olaf Taikoji ở trong cái buổi đó. Nếu một tình huống dâng lên quá cao đến từ Sài Gòn Phantom tiếp theo thì tôi nghĩ là Koji ta sẵn sàng ta tràn ra, và những người đồng đội của anh ta cũng vậy. Và tôi nghĩ có lẽ đó là pha thi đấu mà RG họ sẽ có được rất nhiều mà gục. Tuy nhiên thì bây giờ RG họ tiến tới hàng rộng, có rồng lửa đã được ăn rất nhanh. Rồng lửa còn 1000 máu, nó rồi thuộc về cho RG. Ăn xong rồi lao ngược trở lại giữ chân các vị phương là Nam. Rất thông minh, đó là quyết định tuyệt vời của RG. Họ hy sinh một người để bảo toàn lợi thế về mặt quân số. Ở những giai đoạn về sau họ đã ăn được rồng rồi. Ở những khu vực đường khác thì sao Dark đang được đẩy lẹ ở một cánh. Anh ta sẽ lấy được cái trụ này hay không? Với sát thương to thế này tôi nghĩ là dư sức được. Tuy nhiên ở đường giữa thì cái trụ của bên phía RG đang bị đe dọa bởi ba người bên phía Sài Gòn Phantom. Trụ đường giữa đang như thế nào đây? Cô ta đến đường rồng trước. Cuny chiêu cuối thẳng vào trụ hai bên phía bất kỳ, bởi vì đằng sau lưng của ta có Kai'Sa. Và Kai'Sa của Gunner cùng với Gunner dứt điểm được thành công. Người chơi đi rừng Koji. Nhưng họ đang bị áp lực hay chăng? Không, không dám lao lên. Alistar không dám lao lên. Cái trụ đường giữa của bên phía RG chỉ còn lại 4 máu mà thôi. Ai đó hãy đánh một cái trụ này một phát hộ tôi đi. Một con lính cũng được. Hãy đánh cái trụ này một phát hộ tôi đi. Tuy nhiên thì chúng ta điểm lại lượng tiền. Sài Gòn Phantom vẫn đang là đội tuyển dẫn tiền so với RG. Hơn 1.500 tiền. Còn các sát thương chủ lực của họ thì sao? Đó là còn chưa tính cái trụ còn 4 máu nè. Nếu như mà tính luôn cái trụ còn 4 máu thì tôi nghĩ Sài Gòn Phantom vẫn đang dẫn trước về tường khá khá đó. Tính cái trụ 4 máu nữa thì nó sẽ lên tầm 2.000 tiền. Nó là khá khá tiền đó chứ không phải là ít đâu. Còn Sài Gòn Phantom họ thật ra nó cũng giống, nó cũng y chang như bán trước là họ để đối phương ăn 2 rồng trước. Luôn luôn là đối phương sẽ là những người ăn được rồng sớm hơn so với Sài Gòn Phantom. Bởi vì các bạn phải luôn nhớ rằng Sài Gòn Phantom luôn luôn biết con Ori cùng với Cocky là những cái con tướng mà cần rất nhiều thời gian để farm. Thì trong cái kịch bản này nó vẫn đang giống với kịch bản vẽ ra trong đầu của họ, là những con tướng chủ lực của họ cần thời gian để lớn. Lúc này đang bắt đầu có đồ rồi. Kai'Sa 215 bắt đầu có một lượng trang bị khủng. Nhưng đổi lại thì bên phía RG, Cocky trong tay của Trần Mãi Phòng cũng đang rất xanh nha. Anh ta có cho mình đó là cái tam hợp kiếm và cái vô cực kiếm rồi. Lượng tiền của anh ta không thua kém gì so với gần ở bên phía bên kia cả. Black One đang đứng chờ đợi trong cái buổi này để xem Black One có được những món đồ gì rồi. Anh ta vẫn chưa lên được giáp thiên thần. Đây sẽ là một cái tín hiệu không được tốt lắm. Các bạn thấy là trong những tình huống mà RG muốn ép giao tranh, họ sẵn sàng nhắm vào Black One. Họ liên tục nhắm vào Black One. Bởi vì họ biết rằng anh ta không có quá nhiều khả năng chống chịu ở lúc này. Và họ nếu như dứt điểm thành công ta thì con đường để mở ra những mục tiêu như rồng hay Baron nó sẽ vô cùng rộng rãi dành cho RG. Hoặc thậm chí là họ chỉ cần làm yếu Black One thôi. Và sau đó thì Black One sẽ bị out hoàn toàn khỏi giao tranh. Anh ta sẽ không thể nào mà dí lên bắn vào đội hình của RG. Bởi hàng trước của RG đó là một con bò đang rất trâu ở trong tay của Nam. Khó chịu nha, khó chịu nha. Những cái chiêu cuối của Lâm Sư hạ màn từ xa.
Lâm Xu khiến cho đối phương liên tục mất đi những cái thoát biển nếu như họ không để ý được cái vị trí đứng của mình. Và cái trụ 4 máu cuối cùng nó cũng đã được các thành viên bên phía Sài Gòn Phantom dứt điểm. Đây, lao vào trụ lại cấu máu đối phương rất thành công. Đây là một kèo đấu mà Gunny đang xử lý quá tốt. Bên phía bên kia trên đường Baron thì Koji anh ta đang đẩy một đợt lính rất cao dành cho IG. Thế lính đường Baron đang là thuận lợi dành cho IG. Nhưng đổi lại ở khu vực đường rồng thì Camille trong tay của Gunny cũng làm điều tương tự. Anh ta cũng đang đẩy được một đợt lính rất cao. Bây giờ hai đội tuyển sẽ phải chia gùi ra để kiểm soát đợt lính ở hai bên trước khi có những tình huống setup giao tranh tiếp theo. Có vẻ đây là cái ván đấu mà nó có cái nhịp độ chậm nhất á. Trong hai ván thi đấu mà chúng ta coi trước đó thì cái nhịp đến phút 13-14 là hai đội bắt đầu bước vào những bước giằng co rất là căng thẳng. Bởi đây là ván quyết định mà. Đây là ván quyết định. Đúng vậy. Nếu IG họ thua ván đấu này, họ sẽ thua 3-0 trắng trước Sài Gòn Phantom. Đó là cái mà IG họ không muốn một chút nào, trong bối cảnh là IG họ vừa mới thua 3-0 trắng trước Cerberus. Nhưng mà nếu như cứ đánh chậm chậm như thế này thì sẽ đến cái lúc mà cái kèo đẩy lẻ nó hoàn toàn thuộc về Sài Gòn Phantom. Con Akali là một cái con sẽ yếu về lay, trong khi đó con bài Camille trong tay Gunny sẽ càng ngày càng mạnh, khiêu khích được hai người rất đẹp mắt nha. Giữ chân một người đó là Black One. Nhưng hãy nhớ, lúc này Black One đã có cho mình đó là giáp thiên thần. Anh ta sẵn sàng đứng lại chơi. Con rồng đang được kích hoạt. Bên phía Sài Gòn Phantom không thèm ra hang rồng luôn. Đổi trụ, họ lấy quyết đồng. Định là lấy trụ để cho đối phương có bao nhiêu rồng thì có. Và bây giờ thì Sài Gòn Phantom họ tiến thẳng vào cái trụ 2 ở đường giữa này. ISG họ quyết định là ăn rồng xong biến về, như vậy là cái trụ 2 này nó thuộc về cho Sài Gòn Phantom. Họ không một ra thi đấu mà Sài Gòn Phantom lấy được hai trụ mà hai chỉ trụ mất 2. Một con rồng đất mà thôi. Tuy nhiên đó là ba rồng. Con rồng đất đó nó là ba rồng dành cho AG nha. Ba rồng. Bởi vậy cho nên là chưa biết trong pha thi đấu này thì ai là người có lợi hơn đây. Tôi nghĩ rằng Sài Gòn Phantom họ đang cực kỳ tự tin. Họ đang cực kỳ tự tin ở cái thời điểm là khi mà con rồng cuối cùng của trận đấu là cái con rồng ngàn tuổi đó, con rồng ngàn tuổi hệ nước đó ra, thì họ đến lúc đó họ sẽ dư sức đánh nhau bên phía bên kia. Cho nên họ sẵn sàng trao đổi như vừa rồi để lấy lượng tiền rất cần thiết vào lúc này cho cây sao của họ hoàn thành nốt những món trang bị thiết yếu. Hoặc là thậm chí tôi nghĩ rằng Sài Gòn Phantom trong những phút thi đấu sắp tới họ sẽ chủ động né giao tranh so với phía của IG. Bởi họ biết nếu bây giờ giao tranh tổng thì IG sẽ có lợi hơn họ rất nhiều. Thay vào đó họ sẽ chơi kiểm soát thế lính ở các khu vực đường, ít nhất là để cho các thế lính này được đẩy cao. Xong đó thì họ có thể setup những tình huống giao tranh bắt lẻ và bởi vì vị ở trí trên bên phía RSG. Còn nếu mà RSG họ quá cố chấp để có thể đuổi theo bất kỳ một thành viên nào của phía Sài Gòn Phantom, Sài Gòn Phantom sẽ lấy đi những cái trụ khác của RSG. Bởi vì các bạn chỉ cần nhìn vào cái đèo đẩy lẻ đúng không? Ừ. Nhìn kèo đẩy lẻ thì đây, minh họa, minh chứng rõ nét luôn, Gunny đá đối phương. Thôi cái này là bay chắc rồi, đá không chạy đâu được cả, chắc chắn là như vậy. Anh ta chỉ có nằm mà thôi, đây tốc biển lên đá thêm phát nữa. Đá quét chiến thuật may mắn thay là có cho mình lớp lá chắn để cho đá có thể thoát về được trụ của mình thành công. Bốn người còn lại bên phía của Sài Gòn Phantom sau pha xoáy khá tốt của T-shirt, anh ta bực cho mình lên đồng hồ ngưng động để có thể sống sót được lâu thêm. Tốc biển phía trụ của mình, Olaf đã bị nằm xuống. Sát thương quá lớn của Orianna dứt điểm thành công Olaf. Ở trong khi đó bên phía cánh là Camille, một lần nữa Camille tiễn người chơi đường đơn của AC lên bảng điểm số. Và cái thế trận này thì nó rất đúng ý đồ chiến thuật của Sài Gòn Phantom nha. Thôi rồi, không chịu nổi rồi. Không chịu nổi sức ép của bây giờ là trùm mãi vòng. Trùm mãi vòng với Gunny. Trùm mãi vòng và Gunny anh lui đi với cái đu dây móc của mình. Quay lại đất với chiến thuật của mình đã mất đi đầu một cát, đó là trùm mãi vòng. Nhưng đây có hai người khác của IG đang đến. Ê! Gunny! Tí được không đã ăn Baron. 40 ăn Baron con rất thấp máu có giáp tiên thần. Sẽ sống lại và ăn Baron thành công Sài Gòn Phantom. Não của họ quá to. Quá to. Và nếu đó là một pha thi đấu mà Gunny anh ta có được cái mạng của Trùm Hải Phòng nữa thì coi như là hoàn hảo dành cho Sài Gòn Phantom luôn. Nhưng rất tiếc anh ta phải nằm xuống bởi đó là ba người của AG. Thực sự Sài Gòn Phantom não của họ quá to. Và tay của Gunny cũng quá to. Gunny thực sự là đàn áp đắc ở trong cặp đấu này. Không còn một cách gì để diễn tả cái sự đàn áp đó của Gunny dành tặng cho Dark. Thậm chí là cả ba người của AC kéo xuống để bắt anh ta vẫn kéo được thêm Trùm Hải Phòng, mất đi luôn cái giáp thiên thần. Bây giờ là rất nguy hiểm dành cho AG nè. Bởi lẽ bây giờ Sài Gòn Phantom với cái đội hình này họ sẽ chơi nhấp nhả rất nhiều với cái bộ lợi bàn tay Baron này. Bây giờ thì AG chỉ còn lại hai cái trụ Mega mà thôi. Sài Gòn Phantom đơn giản là họ chia người ra hai đường, sau đó nhấp nhả liên tục.
cứ một cánh 4, một cánh 1 hoặc là một cánh 3, một cánh 2 thì RNG họ sẽ phòng thủ hai cái trụ Mega này như thế nào đây? Đây là cái lúc mà các bạn có thể thấy được cái sức ép của Sài Gòn Phantom ở ba cánh nó mãnh liệt như thế nào. Ba người ở khu vực đường giữa, Ray đủ mạnh rồi. Bây giờ lúc này Ray, Black One các bạn thấy đứng lên trên lĩnh luôn, đứng trước mặt đối phương xem là đối phương sẽ làm gì anh ta. Nếu như xoáy, anh ta tung biến, anh ta chạy. Còn nếu như không tung ra bất kỳ một cái gì tung vào người anh ta sẵn sàng đứng bắn tiếp cho đến đối phương khi nào rụng thì thôi. Và đây là chiêu cuối tung ra bất được một người đó, Black One ta vẫn còn đủ sống sót để thoát về phía sau. Chiêu cuối Lulu ẩn rất nhanh vào người đồng đội của mình. Đường trong trên. Khi đó ở một cánh kia là Gunny, Gunny gây áp lực vào trụ đối phương. Lại ba tiếp tục nhấp nhả đường giữa, khó đó là Sài Gòn Phantom rất khó chịu. Và với cái bù lợi bàn tay Baron này thì họ hoàn toàn có cơ sở để nhấp nhả. Và liên tục là những đợt sóng dữ nó tràn vào hai cái trụ Mega ở bên phía RNG. Lao ra quyết định của Nam, anh ta bắt vào người nước quanh, nước quanh quá trâu. Không ai đánh vào người anh ta cả, đánh vào trụ mà thôi. Đó là gì mà thành viên Sài Gòn Phantom họ quyết định sẽ chơi vào thời điểm này. Họ ai chỉ đánh rồi. Nhà, thực sự là một đội hình chỉ đánh nhà đến Sài Gòn Phantom, họ không đánh vào người đối phương luôn. Chỉ đánh nhà, chỉ nhấp nhả để đánh nhà mà thôi. Lao lên, đã khó chịu quá rồi, anh ta quyết định lao lên chơi với Gunny. Gunny quyết định là không chơi với bạn, tôi không thích chơi trò này, tôi chơi trò khác. Và ngay lập tức khi thấy mình yếu thế, ngay lập tức mình khi thấy mình hết bù lợi bàn tay Baron thì những người chơi của Sài Gòn họ biến đây là rồng ngàn rồng tuổi, hải nước đã ra rồi và RNG đang ăn nó chắc chắn. Đường trên kìa, đường trên, đây là endgame. Đây là nếu như RNG không về được là endgame. Không đây về Akali, Akali có về được hay không? Akali về được, Akali về được. Còn các thành viên bên phía RNG sao, họ ăn được rồng hay không? Họ ăn được rồng, quay ngược trở lại đánh pha xoáy cầu, nó trúng một người, sát thương rất lớn đến từ các thành viên của Sài Gòn Phantom vẫn đang thả diều thành công ở T-Zone. Và người giữ các thành viên đối phương lại là Gunny. Gunny tới, anh ta không đi đẩy lẹ nữa, anh ta tới và đang đá từng người của RNG một. Đạt cũng có một sự sát thương rất to, Đạt gỡ lại 2 điểm hạ gục, 4 điểm hạ gục dành cho bên phía RNG. May mắn là RNG họ có pha quét dơ trong pha thi đấu này, rất may luôn cái tình huống đó. Nếu như là Dark bị giữ chân lại, Ray mà nhìn thấy Dark ở trong một khoảng khắc thôi và giữ chân Akali lại là Camille của Gunner đã, Camille của Gunny đã dứt điểm trận đấu được rồi. Rất may mắn dành cho RNG ở trong pha thi đấu này. Tuy nhiên trận đấu vẫn còn đó dành cho RNG, mặc dù bây giờ thế trận đã rất khó khăn dành cho RNG rồi. Bây giờ là ba đường Mega rồi, sân bay dành cho RNG rồi. Tuy nhiên lượng tiền thì không chênh lệch quá nhiều, RNG vẫn hoàn toàn có đủ tài nguyên, đủ đồ đạc để có thể đánh và giao tranh sòng phẳng với Sài Gòn Phantom. Pha này không chọn được, pha này họ không có sự lựa chọn, họ bắt buộc phải ăn Baron. Đúng. Họ không ăn Baron, đối phương sẽ đẩy Mega và end game ngay lập tức. Nhìn với thế lính Baron, nhìn thế lính ba Baron kìa. Ê, cái gì đây? Sài Gòn Phantom đang tính làm gì? Họ lao vào cứu Baron đối phương. Chiêu cuối tung ra của Gunny, anh ta không giữ được Baron cho những người đồng đội của mình. Anh ta đang cố gắng hạ gục bất kỳ ai có thể làm được chuyện này. Và Black One đang bắn, anh ta chọn một người, Olan đã phải nằm xuống. Nam đang bật chiêu cuối mình lên và tăng cho những người đồng đội của anh ta bắn. Trùm Hải Phòng bắn được một người, chiêu cuối tung ra không đủ sát thương. Black One vẫn còn sống, chiêu cuối của anh ta đã được sử dụng xong. Chiêu cuối của Gunny, Gunner đã giúp cho anh ta có thể sống tiếp. Nhưng không, Dark đang mua triple kill ra, quắc là kill cho Dark. Quét sạch, đó là quyết sách dành cho RNG. Và liệu họ có đẩy được tên lính để có thể có một điều gì đó không? Tôi nghĩ rằng không. Tôi bởi lẽ đúng nhẩm tính là không đó. Nhẩm tính là không. Mặc dù là họ có con Baron nha, nhưng tôi nghĩ họ sẽ không kịp đẩy đến cái trụ Mega đường giữa của Sài Gòn Phantom đâu. Có kịp không? Tốc độ đẩy lính của họ đang là rất nhanh. Một đợt lính đang tràn vào cái trụ thứ hai này. Chúng ta sẽ cùng xem là Sài Gòn Phantom họ hồi sinh nhanh hơn. Không kịp. Hay là RNG họ đẩy nhanh hơn? Không kịp. T-shirt và cả Gunny đều còn 7 giây nữa thôi. Tức là chắc chắn rất hồi hộp. Vì 2-2 thì tôi nghĩ là kịp FGB chân. Vẫn có thể đánh được nha. Kịp, là... kịp chân. Không, họ không muốn đẩy đâu. Họ đẩy nốt cái trụ này thôi, họ về thôi. Khi mà hai người của Sài Gòn Phantom đã hồi sinh rồi. Ui, nhìn được cái đợt lính siêu cấp hai bên cánh nó đánh vào nhà chính cũng đau đấy chứ. Tôi mà là một người chơi ở trong đội tuyển Sài Gòn Phantom trong tình huống đó thì có lẽ là tim tôi sẽ đập rất nhanh. Tuy nhiên thì họ là kịp trước khi đợt lính tới tiếp cận vào cái nhà chính của họ. Kịp mà, vẫn là kịp, trận đấu vẫn sẽ tiếp tục kéo dài cho chúng ta. Và thế lính hai cánh vẫn đang rất tốt dành cho bên phía của Sài Gòn Phantom. Bây ít giờ chúng ta chờ xem họ sẽ làm gì đây. RNG họ biết rằng đối phương hình như là hết dịch chuyển rồi. Họ hết dịch chuyển trong cái pha mà cố gắng ra và giữ con Baron đó rồi. Cho nên lúc này họ không sợ bị đối phương tê lê cánh và đánh vào nhà của họ nữa. Đây là pha giao tranh cuối cùng của trận đấu. Chiêu cuối được sử dụng vào người của Gunner quá thấp máu. Gunner bị Olaf đối phương trị độ. Gunner nằm xuống và thêm một người nữa nằm xuống từ bên phía Sài Gòn Phantom, đó là rừng của họ. Cuối cùng thì Sài Gòn Phantom cũng đã chịu một ván thua ở trong cặp đấu với RNG. Sài Gòn Phantom não to nhưng RNG não còn to hơn.
Rõ ràng là pha thi đấu cuối RG họ biết rằng mình có gì và Sài Gòn Phantom không có gì. Và họ tràn lên ép tất cả những người chơi bên phía Sài Gòn Phantom ở trong nhà chính phải giao tranh tổng với họ. Và giao tranh tổng thì chắc chắn RG thắng. Đúng vậy. Và đó là cái cơ sở rất lớn để RG chiến thắng ván đấu này. Một trong những ván đấu vô cùng vô cùng gay cấn. Quá gay cấn. Ở cái Icon City mà chúng ta có thể theo dõi được. Một ván đấu mà Dark đã giữ lại toàn bộ cái ván thi đấu đó cho RG. Thực sự là cái pha bánh Baron cuối cùng, Dark mà không múa được cái quát ba kill đó thì RG đã thua. Chỉ cần một người của SGB thắng còn sống thôi và đi đẩy lẹ ở bất kỳ một cái đường nào ở trong ba cái đường đó là RG thua. Nhưng Dark quá hay, Dark quá hay, không còn lời gì để có thể nói được về cái màn trình diễn vừa rồi của Dark. Như cái pha con Baron đó thì Sài Gòn và Tô Hoàng hoàn toàn có cơ sở để cướp nha. Bởi lẽ họ nhận thấy rằng Lâm Xu ở trong pha thi đấu đó đã phải ở nhà để phòng thủ ba đợt lính đang đẩy rất cao. Và tức là RG sẽ không có cái hạ màn của Lâm Xu ở trong pha thi đấu này. Đó là cái cơ sở để Sài Gòn và Tô Hoàng họ tràn lên với 5 người, họ muốn cướp con Baron này. Nhưng họ không cướp được và Đắc tỏa sáng. Đắc tỏa sáng. Đó là những gì khiến Sài Gòn và Tô Hoàng thất bại. Thậm chí Đắc là trong trận đấu này. Trong đầu mình nó còn nghĩ ra những cái kịch bản nó âm mưu, thuyết âm mưu nó còn ghê gớm hơn nữa. Khi mà nếu như mà Sài Gòn Phantom làm đúng cái chuyện mà RG đã từng làm ở trong cái giai đoạn tiền mùa giải, họ muốn nắm cái dịch chuyển, họ dịch chuyển hết lên khu vực đường trên và họ thử đẩy toàn bộ đội hình của mình vào giải chính của đối phương, thì liệu là họ có endgame được không? Đó là một câu hỏi. Thực sự là mình rất thắc mắc luôn á. Mình chắc mình phải coi lại cái replay đó, mình tính toán thử xem thời gian là nếu như họ làm vậy á thì họ có endgame được hay không, cho dù là đối phương có một người, bởi vì thật ra chỉ một người phòng ngự là Lâm Xu mà thôi, thì hoàn toàn họ có thể cố gắng dứt điểm cái nhà luôn, bỏ qua Lâm Xu. Cũng có thể tình huống nó có thể xảy ra. Tuy nhiên thì Sài Gòn và Tôn họ chọn con Baron, chọn họ Baron. Không chọn Tele vào cái nhà chính. Dù sao thì Đắc anh ta cứu lại cả ván đấu này cho RG. Tưởng rằng Sài Gòn và Tôn đã có ván đấu này rồi với ba đường siêu cấp, nhưng anh ta quá xuất sắc. RG sau trận đấu này phải tôn vinh Đắc là người hùng. Và ván đấu này cũng đã tôn vinh Đắc là người hùng, anh ta là MVP trong ván đấu này. 35.000 sát thương gây ra bởi Đắc. Một con Akali 35.000 sát thương, một con sát thủ thường nó sẽ không bao giờ vượt qua được ngưỡng khoảng 25.000 sát thương là đã nhiều một con tướng sát thủ rồi. Nhưng đây là 35.000 sát thương trong tay của Đắc. Một màn trình diễn quá tuyệt vời với con bài Akali. Trong khi đó bên phía bên kia, Sài Gòn Phantom có khá là nhiều vấn đề. Thật ra con Ray của họ về cuối đúng là nó mạnh thật. Đúng là nó vừa có khả năng chiêu cuối kết hợp chung với lại Orina khá là nhiều sát thương. Nhưng cái vấn đề là họ vẫn đang thiếu một người ở dàn trước để thật sự là làm sao khóa chân hoàn toàn con bạ Akali. Họ không có được điều đó. Họ không có được điều đó. Ở trong những ván trước thì họ có. Họ có được Olaf nè, chống chịu được khá là nhiều sát thương kết hợp chung với là Sinh nữa để có thể ngăn cách cái khả năng lao vào của Dark. Nhưng ở trong ván này thì họ đang phải dựa vào quá nhiều những cái lớp giáp ảo của Lulu cùng với Leori và đó là không đủ. Đây, một trận đấu nữa. Một cái biểu đồ hình xin lại được vẽ ra trong cặp đấu này. Đây, đã có lúc mà Sài Gòn Phantom họ vượt lên rất cao, 7.500 tiền hơn so với team RG. Đó là cái thời điểm mà Sài Gòn Phantom họ ăn được con Baron đúng không? Họ bỏ hết rồng mà, họ bỏ hết rồng luôn, họ bỏ hết rồng chỉ đi lấy trụ thôi. Và sau khi có con Baron đó thì họ chơi một cái lối chơi nhấp nhả vô cùng khó chịu. Và cái lối chơi nhấp nhả giúp cho họ lấy được ba đường siêu cấp của RG. Tuy nhiên thì sau đó vẫn là một khoảnh khắc mà thôi. Khoảnh khắc mà Sài Gòn Phantom mà họ chọn con Baron cuối cùng ở trận đấu này, chứ họ không chọn cái nhà chính. Và Sài Gòn Phantom bị quét sạch.